Hai xin chào cả nhà đến kênh YouTube Gất Quê nha. Chào cả nhà. Cả nhà ơi, nay trời cũng mưa mình không có làm được cho nhà em Phục. Nay mình có em Sang có mua con vịt về mình nấu măng mình ăn với bún với gia đình của mình. Dạ. Giờ tiến hành làm là mình nấu măng đi ha. Dạ. Măng này là măng tầm vong, Phục đem xuống cả nhà. Xuống. Mình nấu với nước dừa. Dạ. Món này hấp dẫn anh Phương. Hấp dẫn, vịt này bự, vịt này to. Dạ. Mình chơi trên 3kg à. Dạ. Con nó vẫn mập cái ghê hồn. Thịt đỏ tươi luôn nè. Vịt này ta mới mần luôn nè nha. Dạ. Giới thiệu với cả nhà, đây là Vi, cũng là bà xã của Sang. Thì Vi cũng vừa mới lập cái kênh YouTube là Lê Vi Vlog. Cả nhà qua xem, đăng ký ủng hộ cho vợ chồng mình nha. Cái kênh thì mới lập cả nhà nên không có search, không có thấy được. Thì Sang có để cái tên kênh ở dưới cái phần bình luận. Cả nhà vô đăng ký ủng hộ nha. Giờ thì mấy anh em Sang sẽ tiến hành làm dịch nó mang Phương ha. Giờ mình ra cái phần thịt vậy chặt cho dễ anh Phương ha. Chặt dễ. Dạ. Anh ra đã, anh ra khu câu anh chuyện nó bự rồi. Không ra. Anh đã anh Phương. Chút nấu teo lại còn gì thôi. Cái phần con vịt đó thì nãy Phục có, nãy Sang thấy có bỏ để muối vô không Phục? Muối với chanh, mình sát lên vịt đó. Ừ. Nấu nó không bị hôi vịt sao. Ừ. Chữa phu câu bự bự nha anh Phương. Chủ yếu anh ra thịt để anh ra, anh ra thịt nè. Cái dao Phục đang cầm thì mình cũng mới gửi mua cả nha. Dạ, ông gửi mua nhiêu quên rồi Phục, quên nhiêu? 300 mấy nha. Ừ. Dao này bén chặt đã. Dao đỡ rồi dùng cao quá. Dạ. Dùng mình ở miền ngoài chứ mình ở đây không có anh Phương. Vịt thịt quá trời Phương ha. Thịt đó ao luôn. Nhưng mà vịt này nó không có ngon bằng cái vịt của Phục hôm rồi, là lý do là Phục hôm rồi không có cho ăn thức ăn nhiều. Mình chỉ nuôi là tắm. Ừ. Còn vịt này thì người ta nuôi, người ta bán nên người ta cho ăn thức ăn không anh Phương? Bởi vì nó mỏi quá trời nè. Ừ. Cái phần măng tầm bông này là mình lấy ra xong cái mình luộc sơ hả Vi? Dạ, em sắc mỏng, sắc mỏng xong rồi em ngâm muối xíu rồi em luộc qua cho nó hết cái chất bên trong, chất độc bên trong anh. Mùa này mùa mưa nên măng tầm bông nó cũng non á. Tốt. Phục thích ăn có Phục? Dạ em thích ăn có. Thôi anh cắt tới đây là anh chừa nguyên khúc này lại cho em luôn ha. Như đó là em ăn tới chiều luôn. Còn anh là, còn anh ở phụ câu là từ đây là tới đây. Cái gì cái chừa má cái đùi thôi. Cái đùi mà sẽ tốt vô trong nha. Đừng chặt chéo mà có chút. Rồi đó, phần này phần anh nè. Như đây là tàn tiễn luôn. Cùng bữa cơm luôn. Bữa cơm.
Vậy là mé bên nhỏ đấy anh Phương à, chứ không phải mé bên bự. Mẹ mới chỉ mé bên nhỏ này mới có cu bự. Thật ở đây nè ha. Bự không anh? Đó. Ngon. Cũ được rồi. Cũ được ha. Anh cũ hay cũ đi. Cũ. Vậy là mẹ mới chiếc ra đó đó. Ồ, cũ bành bành không nè. Đó. Đó. Đường bên này lại cái nó lên nữa. Dạ. Rồi lắp lại cái đi anh. Rồi. Rồi, mình đi. Dạ em tiến hành ướp vịt. Ừ. Trong thời gian mà đợi măng ruột thì em ướp vịt trước. Ừ. Em cho một xíu nhé. Em này có gao rồi, có ngò, quế, đồ ôm. Tí xíu mình thấy mấy cọng muốn lủi mấy kinh thôi. Muốn nhủi nữa. Ừ. Bột ngọt. Ừ. Trời mưa vậy à, ăn qua này nóng nóng nha. Ngon rồi Phương ha. Sáng anh lên về, lên cục. Mà mưa quá anh về luôn, mưa quá nhà mưa. Dạ. Đây là cái phần tỏi, gừng với hành. Ừ. Em sẽ ướp phần nữa, còn phần nữa thì em đợi lát nữa em sẽ khử trên bếp. Ừ. Dạ. Này là mình ướp cho nó thơm thịt trước. Tại vì tí nữa mình có nấu với nước dừa anh. Ừ. Nên là em không có để đường, để tí nữa em lúc mà mình nêm nếm gia vị coi nó có thiếu đủ như thế nào thì em mới gia giảm đường. Ừ. Tại cái em ăn vịt thì mình cũng không có để đường cho nó, không có để đường nữa. Ừ. Nước dừa thì Phương cũng đã chặt sẵn rồi. Vừa ướp vịt xong thì bây giờ em sẽ làm nước chấm luôn. Ừ. Nước chấm thì cái phần này là cái phần gừng và ớt em đã băm nhuyễn rồi. Ừ. Thì bây giờ em sẽ cho vào đây là bột ngọt. Ừ. Và em sẽ cho nước mắm vào. Cái lượng nước mắm thì nó cũng vừa ngập gừng vậy là được anh. Ừ. Tại lát nữa mình chấm thì lúc mình chấm vịt đó thì cho nước mắm, nước chấm này nó vừa dính gừng rồi nó dính vào vịt thì nó sẽ ngon hơn. Ừ. Mình để nước mắm lỏng quá thì nó cũng ngon. Ừ. Dạ rồi, em để đây. Dạ. Vịt này cũng hơi mỡ anh. Ừ. Nên em không có chế dầu. À. Em lấy cái phần da vịt em thử luôn. Ừ. Rồi giờ em cho cái phần tỏi, hành với gừng. Em vừa em chiên thơm. Để vô nghe thơm liền thôi. Thơm liền. Mới dịch rồi. Dạ. Dạ. Giờ em cho cái phần dịch vào. Rồi, em sẽ chọn được. Cho cái phần thịt vịt này săn lại. Rồi em mới cho nước dừa với thêm nước lạnh của mình thêm. Ừ. Chứ nước dừa không cũng không ngon. Dạ đúng rồi. Không nó sẽ bị ngọt. Dạ. Thịt vịt đã săn lại rồi. Giờ em sẽ cho nước dừa vô. Ừ. Nấu sôi lên cho nó tí xíu nữa là chín nè. Dạ cho thấm xíu. Cái em cho nước lọc thêm xíu nữa. Ừ. Tại vì này nó cũng nhiều là cũng xem xét thịt của mình nha. Ừ. Cho thấm nước dừa xíu. Dịch cũng sôi rồi, em nêm lại cũng vừa ăn rồi anh. Ừ. Giờ em cho măng vào. Cho măng vô luôn ha. Dạ đúng rồi. Măng vào sôi thấm một tí xíu nữa là được đó. Ừ. Giờ em sẽ múc bún ra cho mẹ với thấy anh. Ừ. Này em múc cho mẹ trước. Thơm quá.
em sẽ cho tiếp đến là chưa nè, để con thêm hành, ngò gai, chứ cái này là rau ôm. Mẹ ăn mẹ cho thêm vài con húng lưỡi với lại quế nha. Cái tô mà có phô câu đó là biết chắc của anh Phương. Chưa phô câu thái hồng nè. Chứ có nhiều người ăn được dục bỏ uống lắm. Đúng rồi anh Phương. Tại vì phải người biết ăn. Đúng rồi. Biết ăn mới ăn được nha. Thiệt, cái đó anh Phương nói đúng rồi. Có người ăn không được mà mình ngồi chỗ khách người lớn mình mà anh đâu dám ăn đâu, cái vậy người ta dục mình cũng đâu dám nói gì đâu. Đứa cuộc à? Dạ, nói với mình. Nói nghe đứa cuộc. Ngồi với mấy người lớn mình đâu dám. Dạ. 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 Đây em Phương đừng mắc cỡ nha, em giấu rồi. Rồi, em cảm ơn em. Dạ. Mẹ bẻn lên. Wow, hấp dẫn quá anh Phương ơi. Đói rồi đó. Đói bụng chưa Phục? Giờ này chắc cũng đói rồi sang. Mày húng lưỡi nè anh Phương. Rồi, thơm nó mới ngon. Anh Phục là em biết thích gì rồi? Thích cổ rồi. Cổ phải không? Chưa còn cổ nửa ký. Dạ. Giờ ta nuôi vịt công nghiệp bởi vì con nào cũng nói mở dữ lắm. Ừ. Dạ. Mà vịt trên đây mở mà vịt đó ngon. Vịt nó dài. Ít thức ăn á. Dạ. Còn vịt miệng ngoài Đồng Nai ăn cũng ngon á. Nó vàng, nó ăn bắp đó. Dạ, ăn bắp. Vịt hầm măng thì cũng đã chín rồi. Giờ mấy anh em gốc quê mời cả nhà nhập tiệc cùng anh em gốc quê mình luôn nha. Dạ. Rồi anh em quê mời cả nhà luôn cả nhà ơi. Anh em gốc quê mời cả nhà ăn bún với nấm măng nha cả nhà. Mời mẹ mời dạ. Anh mời cả nhà mình nha. Rồi. Sao anh Phương? Ngon em. Mắm làm ngon là chấm ngon. Thịt ướp cũng thấm gia vị vô để chơi. Dạ. Ngon quá trời ngon. Ngọt quá ha. Ngọt. Ngọt phải chắc măng rán quá. Thịt vịt nè. Hòa quyện như này kia nó ngon. Cũng ngon trời xe lạnh vậy. Nước quá trời ngọt luôn Vy ơi. Thất bại. Thất bại. Nhờ chứ vừa có anh Phương mang qua anh. Quá ngon. Quá ngon, ăn nói là không cá sao. Vịt này vậy chứ cũng đặc không chứ dạ, cũng đâu có mở nhiều mà nước nó thích bị đậu thấm đấy đó. Vịt này hầm ăn cũng ngon mà mình nấu lẩu ăn cũng ngon đó. Nấu ăn cũng ngon mà nấu cháo cũng ngon. Dạ nấu cháo cũng ngon. Em thích nhất là cái vụ mà nấu cháo mà vừa chặt ha. Ừ. Là ăn cái gì nó nóng nó ngon. Nóng ngon ha. Nó ngọt dữ vậy. Giống như nó mắm gừng ha. Đúng rồi. Chấm mắm gừng. Vịt có gừng là ngon. Dạ. Thơm. Kho gừng ăn cơm cũng ngon. Kho gừng kho keo hết quả ha. Ừ. Chấm này. Chuối sống chát. Này mình có ướp gừng này kia nó cũng không có bị hôi vịt. Không có bị hôi. Lúc nãy mình cũng có trà chanh với lại muối. Dạ. Hầu huyết dài rồi. Vịt mà người ta nuôi mâm đó, mình không trà chanh muối rồi ăn nó hôi vịt lắm. Hồi nó hôi lắm. Dạ, hồi lắm. Còn lúc đó con đi giữa vịt là đa số là ăn vịt cò bác ba với quà lan. Ừ. Con vịt cò ăn cái xương nó giòn mà nó ít thịt. Dạ. Nó dài nó giòn ngon nó thơm. Dạ.
nước khi mình đi con có đi giếng dưa dịch cho ông chú vợ giùm á, cái dịch cỏ mình chưa buồn á, mấy ông kia cũng nhậu sương sương á, kiếm mấy dịch nắng á, trâu của dịch nắng nắng lắm, nắng đất không anh, nắng bà đất khét á, dạ. Ở giữa đồng có dầu nấu nó nắng đất khét để cuốn đốt, dạ. Cái đó là đặc sản của miền Tây mình luôn anh, ai mà dạ chấm với muối hột nữa chứ không được muối ớt, muối hột để còn lông không, để còn lông luôn, để còn lông cái mình nắng đất sét gỡ đất sét ra, cái lông theo đất cái là còn lại thì mình không, dạ ăn nó thơm lắm, vâng. Nắng thì nắng từ dậy nghe, dạ. Mới chín đốt cho lâu thiệt lâu, thiệt lâu nó nứt đất khô, dạ nó khô đất luôn ạ. À. Hồi xưa gom dữ lắm rồi, đốt hả, hoài cũng đâu hết gom đâu. Mình gom đốt không chứ đâu phải bán như vậy đâu, dạ. Mua đâu bán. Bây giờ thì người ta cuộn, người ta bán để người ta chất nấm á. Măng nó giòn quá trời anh Phương. Giòn chứ măng thấy mà măng tầm giòn của kim cương giòn. Giòn nhiều vụ đúng không? Dạ. Dạ. Tối luôn á, còn là thanh niên cả cái tối rồi cô là nhà cho lớn tuổi rồi đang có nói ngày mai luôn á. Con nào trời mưa này là mấy anh ăn nhanh đói hơn rồi là trời nắng á. Rồi xe lạnh ngày mai thôi. Bởi con kinh nghiệm nghe cái tháng mùa lạnh ha, ăn cơm là nhiều, nhiều hơn cái mùa nực, nực uống nước tiếp rồi đâu ăn được. Đúng rồi. Lạnh nấu cơm mà nhiều hoặc hết nhiều, ngon miệng lắm. Ăn xong á thì mấy anh em sang nghỉ ngơi tí xíu là đi đặt chuột đó nha. Đặt chuột mình kiếm chuột mình ăn bữa anh Phương ha. Một xào kiểu, hai xào rau ngổ. Rau ngổ anh ha. Kiểu vàng ngon là ba kiểu này tới mùa nè. Một kiểu trên miếng trên xuống. Trên miếng xuống á. Vậy thấy kiểu là thấy thèm chuột ha. À. Nên đã ra siêu mỡ con câu no nướng kìa, quá trời trong bóng luôn, ngập mồm luôn, bí quyết là da đẹp của anh Phương. Tới mình dầu cho anh Phương chưa, dầu mới ngon á, quá ngon. Con ăn ít cái coi coi có mập lên không, tại cái cơ thể con vậy rồi cô dầu nhiều lắm, dạ. Nước dịch này chắc quá trời luôn, ăn bị bã quá à, chút béo à, chụp bình dầu rồi béo mà luôn, thằng kia thấy nó bỏ nữa, béo quá chừng à, quá ngon. Nè bây giờ em ăn cũng 20 phút một cổ rồi á, phái giòn giòn rồi đây.